Vâng, xin chào quý anh chị đã quay trở lại với em Tân nha, em Tân Hino Vlog nha. Thì hôm nay em Tân sẽ đưa quý anh chị trải nghiệm khám phá cùng em Tân một cái loại xe, ta được gọi là xe chuyên dụng nha quý anh chị, dùng để chở gia cầm. Thì chở gia cầm ở đây có thể là quý anh chị có thể chở gà, chở vịt nha. Thì trước mặt quý anh chị đây là mẫu Hino 300. Thì mẫu Hino 300 á, thì khi mà bên tụi em thiết kế là sẽ ra cho anh chị hai phiên bản, là một phiên bản là chở được 196 lồng và một phiên bản chở được là 256 lồng. Nhưng đến thời điểm thời gian sau quý anh chị thì chỉ có thiết kế là 196 lồng nha thưa quý anh chị. Thì hiện tại là cái xe mà em đang quay cho quý anh chị coi là phiên bản là 224 lồng nha quý anh chị. Thì cái đợt này là đợt cuối cùng là bên em sản xuất ra đợt 224 lồng. Thì cái xe 196 lồng thì nó sẽ ngắn hơn chút xíu nha quý anh chị. Thì xe em quay cho anh chị là 224 lồng thì em sẽ review chi tiết. Và đây là Hino 300, đóng trên nền xe là Hino 5 tấn XZU730. Khi mà anh chị đóng cái thùng chở gia cầm như thế này á, thì kích thước lọt lồng còn lại là bề dài là 5m890, bề ngang là 2m130 và chiều cao là 2m2 nha quý anh chị. Kích thước mà quý anh chị mà sắp xếp lồng á, thì lồng là lồng kích thước là 730 nha quý anh chị. Thì xe là seri Hino 300 là Euro 4 nha quý anh chị. Thì sau này là Euro 5 thì bên em sẽ thiết kế là chỉ là 196 lồng thôi. Thì xin mời quý anh chị cùng theo chân em Tân nha. Tất cả các chi tiết trên cái con xe em đang quay cho quý anh chị đó, thì hiện tại là em chuẩn bị bàn giao 3 xe, xe chở gia cầm, một xe về Sài Gòn, một xe về Cần Thơ và một xe về Bình Phước. Thì xe em đang quay cho quý anh chị là bàn giao về Cần Thơ, còn cái con phía bên kia thì là bên em bàn giao về cho Sài Gòn đó. Thì trước mặt quý anh chị đây là em sẽ các chi tiết trên cái con xe này. Thứ nhất là cái trụ nha quý anh chị. Thì cái xe này là tất cả các chi tiết là đều inox. Thì inox lần lượt là gì em xin báo nè. Thì những cái nào mà khung xương á, khung xương chịu lực á, thì em đi là 201. Còn trụ á, trụ thì em đi 430 nha quý anh chị. Đây là inox 430, U80 trứng theo kiểu xà gồ. Cái này là người ta hay gọi là trứng kiểu xà gồ đó quý anh chị. Đây, thì tất cả các trụ là đi là U80, dày là 3 ly. Phi 27 là đi inox 201. Tại vì cái loại phi này là không có inox 430 nha quý anh chị. Thì để mà tiết kiệm nhất cho cái thùng á, thì á, khách hàng của bên em mà bên em tư vấn á, thì là sẽ là thứ nhất á, là trụ là sẽ đi là U inox 430, khung xương hộp á, thì đi 201. Và sàn á, về cái bề mặt sàn thì sẽ có hai cái lựa chọn cho quý anh chị. Một là quý anh chị đi inox 430 luôn, hai là inox 304 là loại inox chống rỉ sét. Trong tất cả các loại inox mà đóng thùng xe tải mà hiện tại mà chúng ta đang áp dụng trên thị trường nha, thì lường ở đây á, là để nó sáng bóng á, thì bên em đi là inox 201 nha quý anh chị. Cản á, thì không có inox 430, thì chắc chắn rằng á, là em sẽ đi là inox 201 cho quý anh chị đó. Rồi, về phần dàn đài như thế nào quý anh chị? Và cái xe này là xe 224 lồng á, thì đà bên em đi là 17 cây. Khoảng cách giữa các đà thì quý anh chị cũng có thể lấy cái chiều dài lọt lồng là 5m890, anh chị chia cho 17 á, thì sẽ được biết là khoảng cách của mỗi cây đà. Thì đà trên cái con xe này là đóng là inox 430 nha quý anh chị. Đó, inox 430 thì loại là inox sẽ có 3 loại: inox 430, 201 và 304. Và đà là để chịu lực thì bên em đi là 430 cho quý anh chị nha. Khi mà em Tân review xe là em Tân sẽ nói thẳng cho quý anh chị là inox gì, chứ không phải là full inox. Thì cái này là full inox á, nhưng mà nó sẽ là full inox, gọi là inox thập cẩm nha quý anh chị. Những cái nào chịu lực, những cái nào mà tiếp xúc với gà, phân gà nhiều thì em sẽ đi là 304. Ví dụ mà cái này mà để tiết kiệm chi phí á, thì em sẽ đi là có thể là 430 cho quý anh chị luôn. Nhưng mà khách của em yêu cầu 304 thì em đi 304. Rồi, cái vách trước á, thì bên em sẽ có hai loại lựa chọn cho quý anh chị. Đó là một là anh chị đẩy phẳng luôn, còn hai thì quý anh chị có thể là dập lắm me hoặc là dập khía. Đó, thì cái xe chở gia cầm á, thì cái chi tiết nó khá là đơn giản nha quý anh chị. Giống như quý anh chị cũng thấy đó, trụ thì có thể đi U80, U100. Rồi ở trên cái nóc trên á, thì đi là hộp 2040.
ở phía sau thì cái vỉ á, thì thường thường á, là xe chở gia cầm á, thì quý anh chị cũng có thể thấy á, là thường á, là theo cái ba rem á, quý anh chị là sẽ mở cửa, nhưng mà khách hàng này yêu cầu là mở vỉ có ti thủy lực. Bẩn thì bẩn sao á, là anh em mình hay lên xuống hàng thì phải đi cái vách 2 ly, còn nếu mà đi mà gút vượt vật tư quá, đi 1 ly, 1 ly 2 đó lên lên là nó bị sụm nụ liền rồi thưa quý anh chị. Thì xương đây là hộp hộp MD hộp 1 ly 2, tại vì mà theo inox á, inox thì nó không có 1 ly 4 quý anh chị, mà để lên 1 ly rưỡi á. Thì nếu mà quý anh chị nào có nhu cầu á, thì hãy alo em Tân sẽ upsize lên là 1 ly rưỡi, còn hiện tại là mấy cái xe gà nhỏ nhỏ là em đi 1 ly 2 à. Rồi cái khung xương bẩn á, thì quý anh chị là em đi là 30-60, đây là 30-60, 30-60, 30-60, 30-60, đây là tiêu chuẩn. Còn nếu mà anh chị muốn gá thêm á thì mình sẽ bổ sung thêm, còn hiện tại là cái này là theo tiêu chuẩn hết nha quý anh chị. À, hộp thì giống như em chia sẻ là hộp là đi 1 ly 2, năm con 1 ly 4, nếu mà upside lên là 1 ly rưỡi. Còn ở trên đây á, là thường là sẽ mở cửa, là mở 2 cánh cửa như bên cái xe bên đây mà em đóng cho khách hàng ở Sài Gòn. Còn khách của em là mở vỉ chống lên đó, thì mở vỉ chống lên thì sẽ làm theo cái phương án này nha quý anh chị. Ở đây sẽ thiết kế một cái tấm inox chống dập sóng và khoảng 25-30 phân để mình dán cái đề can mà mình yêu thích nha. Đó, còn cản thì cũng đi cản inox luôn quý anh chị. Thì cản này là tiêu chuẩn thôi, 48, đi cản 48. Rồi đó, thì quý anh chị cũng thấy đó, đây em sẽ lân la qua về cái mẫu xe mà bên bên đây đó. Thì cái mẫu xe bên đây cũng là xe chở gia cầm luôn, 224 lòng luôn nha quý anh chị. Nhưng mà mình tận dụng cái bẩn sau, là vừa làm cái bẩn cuối bẩn sau và vừa làm cái bẩn nâng luôn, để mình có thể nâng hạ hàng luôn đó quý anh chị cũng thấy đó. Đó, tuy ống tuy bơm thì bên em thiết kế giấu vô bên trong, ti thủy lực em giấu trong đây, còn cái bộ bơm bộ nguồn thì em để ở bên phía bên tay phải của em Tân á. Đó, thì xíu nữa là em sẽ quay sơ qua một tí xíu cho quý anh chị xem. Rồi xin mời anh Caraman theo chân em Tân nha. Về sàn thùng á, thưa quý anh chị, thì nó sẽ có 3 loại cho quý anh chị lựa chọn. Một là quý anh chị đi sàn inox dập lá me đó, thì hoặc là inox dập chấn sóng đó. Thì sàn gì cũng vậy, đều phải thiết kế cái máng nước trước sau cho quý anh chị nha. Đó, rồi xin mời quý anh chị cùng theo chân em Tân. Cản này là cản hộp inox bình thường thôi, hộp 30 60 thôi. Ngoài ra thì bên em có cản inox phi tròn hoặc là cản inox chấn bảng lớn. Và về tổng quan một cái xe gà xe chở gia cầm á, thì nó cấu tạo gần như là nó như thế này nha quý anh chị. Nó chỉ thay cái vật liệu thôi, thay vì ở đây ví dụ là ở đây là sử dụng có một số đơn vị á, là sẽ thiết kế ở đây có thể là hộp 240, nhưng mà bên em đi là phi 27, nói chung là tùy theo thiết kế. Mà quan trọng á, cái con xe 224 lồng á, thì bên em ra tải là 3 tấn 4, còn cái xe mà nãy em có chia sẻ với quý chị là 196 lồng á, thì tải nó khoảng là 3 tấn cho đến 3 tấn mốt đó. Thì cái dòng mà 224 lồng này á, thì Euro 5 là sẽ khai tử nha quý anh chị, không không có còn thiết kế 224 lồng nữa. Mà nếu có thiết kế á, thì sẽ thiết kế 256 lồng, mà 256 lồng nó rất lỡ cỡ so với phiên bản Hino FC. Tại vì phiên bản Hino FC, cái dòng Hino 500 á, khi mà nó đóng xe gà thì nó cũng thiết kế được là khoảng 270 cho đến 290 lồng. Thì thay vì mà mình đầu tư cái con phiên bản Hino XXU 730 mà thiết kế 256 lồng, thì mình gán lên xíu nữa mình đầu tư cái con FC Hino FC thì sẽ làm ra được khoảng 290 lồng nha thưa quý anh chị. Đó, thì tổng quan cái xe gà là như thế thôi. Rồi ở đây em quay chút xíu nữa, cái này một cái chi tiết thôi. Thì cái chi tiết này là cái chi tiết cái cây, thường là mình sẽ bắn cái cây nóc phi 27 bắn thẳng vô sắt xi luôn, hoặc em xin lỗi, mình hàn vô cái dàn đà ngang đó. Còn không á, thì mình sẽ bắt một cái tấm la đó như thế này. Thì quý anh chị mà thích cái này hoặc là cái này
thì cứ alo em Tuân nha, em Tuân sẽ linh động đáp ứng theo yêu cầu của quý anh chị nha. Thì đó, thì em cũng review chi tiết á, là mình bán inox gì thì mình nói inox đó, giống như 430 nói 430, 201 nói 201, 304 nói 304, chứ không phải là xe này em cũng báo full inox. Full inox thì nó sẽ có những cái inox như thế nào, như thế nào, như thế nào, em có giới thiệu chi tiết luôn. Thì để sơ qua lần lượt lại nữa, tại cái lường này em sẽ làm 201 thì inox nó sẽ sáng cho quý anh chị nha. Và anh chị cũng thấy đấy, cái dàn đà thì em sẽ chứng theo kiểu, cái kiểu này thường người ta nói là kiểu chứng kiểu như xà gồ quý anh chị, thì tất cả các đà và trụ là em đều chứng xà gồ nha quý anh chị. Rồi đó, tất cả các trụ là em đều chứng xà gồ, trụ thì xài U80 là đều chứng xà gồ. Chỉ cần trả trước 249 triệu là anh chị có thể sở hữu em xe Hino 300 nha quý anh chị. Tải trọng á, đóng 196 lồng á, là khoảng 3 tấn 3 tấn mốt. Và nếu mà còn xe Robo 4 thì quý anh chị đóng 224 lồng là tải ra là 3 tấn 4 nha quý anh chị. Đó, thì quý anh chị nào mà có nhu cầu đầu tư thì hãy nhấc máy lên mà liên hệ với số hotline mà em Tuân để trên màn hình hiển thị nha. Số tiền mà em Tuân báo là số tiền trả trước nha quý anh chị. Thì hiện tại là có rất nhiều chương trình khuyến mãi từ đại lý nè, từ nhà máy nè, và từ nhà nước nữa. Thì nhà nước là hiện tại là đang vẫn hỗ trợ giảm VT 2% khi mà chúng ta đặt xe nha quý anh chị. Sang năm thì có thay đổi điều chỉnh thuế, thì tới lúc đó thì em Tuân sẽ cập nhật theo những cái chính sách mới nhất cho quý anh chị nha. Và rồi, cảm ơn quý anh chị và quý khách hàng đã cùng em Tuân khám phá cái Hino 300 chở gia cầm 196 lồng, 224 lồng nha, luôn nha quý anh chị. Rồi, xin chào quý anh chị, cảm ơn quý anh chị.